Chào các bạn nhé. Đây con rắn cằm long này hôm qua nó cắn mình, một vết cắn ở tay này. Đấy. Hôm nay mình dạy các bạn bài chữa rắn cằm long cắn nhé. Rắn cằm long này là bài thuốc trong dân gian chữa rất chi là tốt nhé. Đấy. Các bạn vào xem kênh của mình, hãy ủng hộ mình, đăng ký kênh, ấn vào nút chuông bên phải để ủng hộ kênh của mình nhé. Đây, hôm qua mà mình không có cái mấy cái lá dưới này, đấy, mình sẽ bỏ mạng rồi. Đấy, các bạn nhé, đây là cái lá dưới này. Vậy rắn cặp long này, mấy cả cặp lia là nó đã, hôm qua mưa ra mình bắt được con cực to này. Đấy, con này cực to. Đấy, các bạn nhé. Nên cái nước dưới này, bài dưới này các bạn về tuốt lá ra. Tuốt lá ra xong các bạn lấy cho cối xay. Xay khi nào nó lát ra các bạn pha nước sôi. Các bạn không có máy xay mà lấy cối nhé, cối giã ra được. Xong các bạn pha nước vào lưng một cốc nước. Gọi là cốc nước uống bia đấy. Có thể là các bạn uống ngay thì nó sẽ chất độc của rắn cằm long nó sẽ không phát tác trong người mình, vì cái loại giống ở miền Việt Nam mình, cái loại cọc long cọc lia này nó cái loại cực độc luôn, cắn nó không có cảm giác gì để buốt hay là hiện tượng gì, sau 2 tiếng là có thể là bị liệt dây thần kinh, người tê liệt không biết gì nữa. Đấy, nên hôm qua mình có bài thuốc trong dân gian này, học trong dân gian này. Lá dưới, bằng lá dưới thì mình mới bị cắn này, đấy nhé các bạn nhé. Hôm qua nó cắn mình. Đấy, thế là mình giữ lại được tính mạng. Đấy. Các bạn lên cần học nhé. Cặp long, cặp lia, cứ lá dưới dã ra, lấy nước uống là khỏi. Đấy, các bạn này. Trước khi cắn thì các bạn phải đấy. Rạch cái vết thương ra, vết cắn ra để cho xong nặn máu ra để cho nó chảy đi nhá, chứ cái vết cắn này là cặp long còn để cho chất độc nó chảy bớt đi, chứ không phải là cứ không nặn mà nó khỏi được đâu nhá các bạn nhé. À, con rắn cặp long cực to luôn, mấy cân luôn đấy các bạn nhá. Đấy, hôm qua nó cắn mình, nhưng may mình có bài thuốc trong dân gian chữa được, không thì hôm nay không quay video để dạy các bạn cái bài thuốc được nhé. Này, các bạn này, rắn cằm long cực to luôn đấy. Đấy nhé các bạn nhé, bài thuốc trong dân gian các bạn nên học, các bạn xem video mình, ủng hộ kênh của mình nhé, cực to luôn, hôm qua nó cắn mình pha sợ quá bạn. Cắn tí chết người ấy. Còn con này rắn cái ấy. Video của mình đến đây là kết thúc nhé các bạn nhé, các bạn nhớ nhé, lá dưới giã ra lấy nước uống là chữa đặc trị rắn cằm long cắn các bạn nhé, các bạn nhớ để học. Xin chào các bạn nhé, cằm long.